Xin chào tất cả các em. Sau đây thầy xin trao đổi cho các em một số những cái kinh nghiệm khi các em bắt đầu học online. Để học online có hiệu quả thì chúng ta cần một số những cái kinh nghiệm như sau. Về công tác chuẩn bị, thế thì trước khi mà chúng ta chuẩn bị học online, các em cần chuẩn bị cho thầy các cái công việc như sau. Thứ nhất là chúng ta chuẩn bị tập viết sách giáo khoa liên quan đến cái môn học đó. Thứ hai, chúng ta sẽ chuẩn bị máy tính hoặc là điện thoại để chúng ta tiến hành học online. Thứ ba là chúng ta sẽ chuẩn bị một cái không gian học tập riêng. Ví dụ các em ngồi và học ở trong một phòng riêng tư của các em hoặc là ở một cái góc nào đó yên tĩnh. Về thái độ học tập, thì đối với thái độ học tập các em cần lưu ý. Thứ nhất, chúng ta cần phải có cái thái độ học tập tự giác cao. Thứ hai là luôn luôn chúng ta chuẩn bị bài, tức là các cái kiến thức cũ chúng ta cũng phải xem lại và các cái nội dung kiến thức mới chúng ta sẽ xem trước trong sách giáo khoa. Thứ ba là chúng ta luôn luôn nghĩ học online như đang học trên nhà trường. Thứ tư, chúng ta thường xuyên ôn tập và làm các cái bài tập giáo viên giao cũng như trong sách giáo khoa. Vậy thì sau khi học xong mỗi một cái bài giảng của ngày hôm nay thì sau đó các em sẽ tiến hành chúng ta ôn tập lại và chúng ta tiến hành làm các cái bài tập mà giáo viên đã giao cho. Chúng ta làm đi làm lại nhiều lần và chúng ta có thể lấy sách giáo khoa ra, chúng ta làm thêm các cái bài tập trong sách giáo khoa. Thứ năm là chúng ta sẽ ghi nhận lại những cái thắc mắc, những cái vấn đề chúng ta khó hiểu trong cái bài học. Thế thì trong quá trình chúng ta học online, chúng ta sẽ ghi nhận lại cái vấn đề gì khó khăn trong cái bài giảng này, chỗ nào không hiểu chúng ta sẽ ghi nhận lại và sau đó chúng ta sẽ gửi cái phản hồi lại cho giáo viên để giáo viên sẽ tiến hành giải đáp cho các em. Vậy thì đây là một vài những cái kinh nghiệm giúp cho các em có thể học tốt khi chúng ta tiến hành học tập online. Chúc các em học tốt. Xin chào và hẹn gặp lại.